Bảo Sơn xin chào bà con. Hôm nay Bảo Sơn sẽ giúp cả nhà mình phân biệt ba dòng máy trợ thính. Một là máy trợ thính xịn, hai là máy trợ thính rẻ tiền, và cái thứ ba là hàng giả hàng nhái. Thì cái hàng rẻ tiền với hàng giả hàng nhái là khác nhau nha. Ví dụ giống như cái máy trợ thính rẻ tiền thì người ta báo đúng giá hàng, ví dụ như hàng Trung Quốc giá rẻ. Còn cái hàng giả hàng nhái đó là người ta làm y chang như cái hàng xịn, người ta vẫn nói là hàng sản xuất tại Nhật nhưng mà nó là hàng giả nha. Thì trên tay Bảo Sơn sẽ có hai dòng máy đây, là máy trợ thính có dây sản xuất tại Nhật luôn. Cái này hàng chính hãng á, là 1.280.000. Thì Bảo Sơn có cái video chia sẻ cả nhà mình cách sử dụng rồi, thì cả nhà mình có thể xem thêm hoặc là gọi điện trực tiếp cho Bảo Sơn để mình biết thêm thông tin chi tiết nha. Thì nếu mà như mình nhìn ngoại quan á, thì cái hàng này á, nhựa nó rất là tốt, cả nhà thấy không? Và bên cạnh đó, cái cọng dây đi theo nó khá là to và nó dẻo như vậy nè. Còn như mà cái hàng rẻ tiền á, thì cọng dây nó sẽ mỏng hơn. Rồi, cả nhà thấy nhựa nó rất là bóng ha, cái đường nét nó rất là tinh xảo nè. Rồi, đây là hàng sản xuất tại Nhật. Thì ngoài chức năng là bật tắt và chỉnh volume lớn nhỏ, thì bên trong nó còn có chức năng chỉnh các âm trầm bổng ha, để mình có thể chọn lựa. Thì cả nhà mình có thể xem thêm video chuyên về cái dòng máy trợ thính của Nhật. Còn cái dòng máy trợ thính mà rẻ tiền của Trung Quốc thì nó khoảng vài trăm ngàn thôi. Thì ở trên thị trường có rất là nhiều loại, ví dụ tầm 200-300 ngàn, 400-500 ngàn đó. Thì cả nhà thấy những cái hàng này là hàng rẻ tiền, nhưng mà người ta ghi là hàng của hãng chứ không phải là hàng giả nhái nha đó. Thì cả nhà thấy mình cũng có volume lớn nhỏ và một số nút chức năng. Thì cả nhà thấy khi mà mình phân biệt đó, thì cái đầu nhựa của nó, cái đầu tai lo mình nhìn thấy biết liền cái chất liệu nhựa của nó rất là tốt. Còn bên đây nhìn nó hơi thô hơn. Rồi, cái hàng thông dụng á, là nếu mà như cả nhà mình muốn mua để xài thử hoặc là xài đỡ á, thì mình có thể mua những cái dòng rẻ tiền như thế này nè, tầm khoảng 200-400 ngàn tùy loại. Còn nếu mà như cả nhà mình mua để xài lâu dài hoặc ông bà mình lớn tuổi mua đó, thì mình nên mua những cái dòng tốt như thế này nè. Thì mình đeo lâu ngày nó sẽ không có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, và nó sẽ âm thanh dễ nghe hơn, ông bà mình sẽ dễ sử dụng hơn. Rồi, cái dòng thứ ba là hàng giả. Hàng giả, ví dụ cả nhà mình biết là cái máy nhìn nó y chang như vậy luôn. Nếu mà như cô chú mình chưa từng xài qua hoặc là lần đầu tiên mình đi mua, mình sẽ rất là dễ bị lầm. Thứ nhất á, là cái kiểu dáng nhìn rất là giống, nhưng mà nhựa nó sẽ xấu hơn. Cái kiểu dáng làm y chang luôn ha. Rồi, như nãy Hồ Sơ nói, cái cọng dây nó sẽ mỏng hơn. Và đặc biệt cái cách để mà mình phân biệt á, mình có thể mở cái nắp ra. Thì bên trong mình sẽ có cái dãy số series của máy ở trên đây. Còn những cái hàng giả thì họ sẽ không có làm cái này. Tại vì đối với những cái hàng chính hãng á, là từng máy sẽ qua kiểm định chất lượng nên là phải có số series. Còn giống như những hàng rẻ tiền á, người ta sản xuất hàng loạt và không cần kiểm định chất lượng á, thì sẽ không có những cái số như thế này. Và cái số này cũng là cái số bảo hành nha. Và nếu mà như cô chú mình đã từng sử dụng máy trợ thính rồi thì mình sẽ phân biệt được. Đối với những dòng máy xịn á, thì nó sẽ lọc nhiễu tốt hơn nè, âm thanh nó sẽ nghe trong hơn. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình ba thông tin nha. Để mua một máy trợ thính thì mình nên chọn là hàng chính hãng hoặc là những cái hàng bình dân giá rẻ. Và mình đừng có nên là mua cái hàng giả hàng nhái, nhái giống như vậy mà giá rẻ nha. Để cạnh tranh á, thì giá sẽ rẻ hơn, nhưng mà thà là mình mua những cái dòng giá rẻ như thế này chứ đừng có mua trúng cái hàng giả hàng nhái. Rồi cô chú mình có thể liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn để có thể thêm thông tin chi tiết nha. Bên cạnh đó mình có thể biết thêm những thông tin về những dòng máy không dây và máy siêu nhỏ. Và sẽ để lại số điện thoại bên dưới. Chúc cô chú ông bà mình nhiều sức khỏe.